lấy đi cong. Bác ơi, cho cháu hỏi á là ngày nào bác cũng qua đây á, bác thấy ở đây rác rến mất vệ sinh như thế nào ạ? Đó, chú thấy rồi đó. Đó, rác rến đó. Nó chú bác đứng lại giúp cháu. Nó ảnh hưởng đến dân cư của mình ra sao? Thôi. Thôi, đủ thứ hết á. Có ông chết không ạ? Ông chết chim tím à? Dạ bác nói lại ạ. Nhiều khi cũng có đó. Bác đứng lại giúp cháu. Bác sống ở đây, bác đi qua đi lại, bác có cảm thấy là bị mất an toàn không? À, cảm thấy nó cũng mất vệ sinh thôi. Dạ, có thấy chim tim ông chết không ạ? À? Có, nhiều khi cũng có. Mấy cái thằng lầu rồi đó. Mình có sợ không? À, không sợ, chú không sợ hả? Dạ. Sợ thấy mồ chứ không